Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ hợp xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Suy niệm Thánh Tử Đạo Mikaên Hồ Đình Hy, quan Thái Bộc ba đời vua triều Nguyễn, không bỗng nhiên mà khẳng khái chấp nhận cái chết để trung thành với niềm tin vào Đức Kitô. Giây phút lóe sáng của lựa chọn anh dũng đó là kết quả của cả cuộc đời trung thành. Đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô. Trong cuộc sống, có những lúc phải đưa ra lựa chọn mang tính quyết định. Có những thử thách đột ngột xảy đến như chiếc lưới bất thần chụp xuống trên đầu. Để có thể đứng vững trong tình huống kịch tính như thế, phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn trong mọi giây phút của cuộc sống đời thường. Mời bạn, để có một quyết định cuối cùng đầy anh dũng như các vị tử đạo đã làm chứng, chúng ta phải sẵn sàng trước mọi lựa chọn liên tục và rất nhỏ bé trong cuộc đời. Nếu bạn muốn thuộc chọn về Chúa, thì bạn hãy thuộc về Chúa trong mỗi lựa chọn hàng ngày. Những lựa chọn dù nhỏ, nhưng luôn đòi bạn phải vượt qua xu hướng của bản năng và những thói xấu của xã hội. Những lựa chọn phù hợp với mục đích cuối cùng của đời mình, với tấm lòng tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Đó chính là thái độ sống, thức tỉnh và cầu nguyện luôn. Chia sẻ một niềm vui khi vượt qua một cám dỗ để chọn một điều tốt. Sống lời Chúa, thực hành quyết tâm, trung tín trong việc rất nhỏ để có thể trung tín trong việc lớn. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám can đảm chọn Chúa là gia nghiệp quý giá nhất trên cuộc đời này và dám phó thác mọi sự trong tay Chúa.